Dạo nghề vậy. Hôm nay sao, khỏe không? Nay đây khỏe không? Dạ khỏe cô ơi. Hết được quèo. Tập nói tiếng Anh đi chứ. What's your name? Bạn tên gì? Tôi chưa giờ thấy mặt các bạn, chỉ nhức đầu online. Nếu mà học trực tuyến là con thấy mặt cô đứng trên, con biết bạn nào nắm bài, bạn nào chưa nắm bài. Dạ, bạn tên gì? Name Linh. Anh em mình đi học có truyền phô traditional đăng nhập cái gì đó phô. Now, we are begin the lesson Unit 6. Giờ chúng ta bắt đầu học bài số 6 Unit 6. OTC band delivers. Giờ bạn nào who volunteer reading the text, the first paragraph. Giờ bạn nào xung phong đọc cái paragraph đầu để cô nghe cô chỉnh sửa cho. Bạn nào? Tới giờ cô gọi nha. Giờ Cô bạn ơi, hùng. Ơi. có màn hình đâu cô? Có gì em? Màn hình chia sẻ của cô. Ủa, nãy thằng Ngọc coi Em chia sẻ đăng đăng hình trên bài Unit 6 mà. Bắt đầu đọc ha. Đọc cho cô cái phần the first paragraph. em U đọc. Valenti, bạn nào xung phong? What's your Em á, em đọc cho cô. name? Con tên gì? Em Dạ, tên gì? Nguyễn Thị Hồng Nhung. Nguyễn Thị Hồng Nhung. Em ở Dạ. lớp nào? À, D1 2 2002 2002, à, Rồi. 28 Rồi, số 28. Ok.18 nha cô, số 18. Số 18. Dạ, D1 2 2002 2018. Rồi, Nhung đọc đi Nhung. Dạ, common side of OTC medicines. OTC is source for over the counter. There are medicines you can find. Yeah, no there. These are missing. These are medicines you can buy without a prescription from your doctor. We are used OTC medicine many times to replace pain and just same Symptom, of symptom là triệu chứng hoặc hội chứng nha em. of the common cold, the flu and allergy, five of the most common type of the OTC products are ACE, pain relief. Pain relievers. Continue. Continue tiếp đi em. Yes. Antihistamines. Antihistamine. Decongestants. Medicine. Tiếp cái đoạn A luôn hả cô? Alo. Alo. Tiếp cái đoạn A luôn hay là chỉ cái Rồi. paragraph one trước này thôi, tại dưới nó bị mất khúc rồi. C C là decongestant, đen. decongestant. Yes. Rồi. Bây giờ em sẽ lấy chữ Việt Nam Mỹ cho các bạn cùng nghe đi. Em dịch ra tiếng Việt cho các bạn cùng nghe. Những cái loại thuốc OTC phổ biến. OTC là Successful. một cái ngắn, một cái quầy nhỏ. No, no. Không lắm là ST. Còn này là cái danh từ kem phải modify ra thì the size of À. OTC phổ biến. Em phải dịch vậy ví dụ a house này, a nice house chứ em nói đẹp nhà. Ok. Có nghĩa là mẹ em phải dùng cái danh từ trước rồi sau đó em dùng FST modify cho noun. Thì cái này là nguyên cái cụm này ở group này là một cái noun.
types of OTC medicine là các loại thuốc OTC phổ biến, thuốc bán không kê đơn, không hưởng. Rồi tiếp đi em. Dạ, OTC là cái từ viết ngắn của một cái quầy, phải không cô? Đi qua một cái quầy là thuốc không kê đơn. Ok. Không, là quầy không kê đơn. Nhiều thuốc mà bạn có thể mua mà không cần cái đơn của không cần cái đơn của bác sĩ của bạn. Yes, okay. Hey. Continue. Cái cơ hội mà bạn mua cái thuốc này, cái cơ hội em nói là thay thế đi, nó có nhiều nghĩa nhưng mà thay thống kê là người ta làm một cái phép toán thống kê, người ta thấy như thế này ha, transit a nó có nhiều từ toán. Rồi thay thống kê, theo thống kê cái thuốc mà bạn sử dụng cái thuốc OTC nhiều lần để mà chữa trị hoặc phòng những cái dấu hiệu phổ biến như là cảm, ho, dị ứng. Bốn cái loại thuốc OTC phổ biến mà được sản xuất đó là A là thuốc là giảm đau, B là thuốc chống dị chống histamine là chống dị ứng, C là thuốc thông mũi ha, decongestion thông mũi, đi cough medicine thuốc ho. Rồi thank you. Giờ như thế này, các em có cái chữ release band. Release là làm giảm đau, band là đau. Nãy các em dịch cái chữ này hơi rối tại vì các em chưa có cái vocabulary. Và cái thứ hai, treat symptom. Để điều trị symptom thì các em có thể là dịch triệu chứng của hội chứng cũng được. Treat symptom là điều trị các triệu chứng. Of the common cold, cái này cold là cảm lạnh thông thường. The flu là cúm. And allergies là dị ứng. Rồi cái đoạn này các em dịch chưa có hay nè. Four of the most common types of OTC products. Thì cái này em phải dịch là cái bốn cái này products mà em cũng nói tạo ra mà em nói là sẵn. Ủa, cái đó là sản phẩm mà. Tại vì nó products là sản phẩm của OTC. Rồi có bốn loại cái sản phẩm OTC thông thường nhất, the most thông thường nhất là A, pain relievers thuốc giảm đau, B, antihistamine thuốc chống dị ứng, C, decongestant là thuốc xông mũi, and D, cough medicine là thuốc ho. Rồi giờ câu hỏi chút xíu, rồi giờ các em nhìn vào bài test, có về question and answer câu hỏi, how many times of OTC products. How many types of OTC products? There are four. Tại giờ các em có hỏi how many thì các em nói là four, okay. Giờ câu hỏi quá ở đây đó là gì các em kể ra. These are pain relievers, antihistamines. They are pain relievers. Thuốc giảm đau đem. OTC pain relievers. Thuốc giảm đau. Pain relievers. Có chuyện gì đúng không em? Hỏi có gì không? Có một vài anh chị ở ngoài. Có một vài anh chị ở ngoài. Em chỉ ngoài rất rối quá. Cái bạn kia.
Bây giờ thông báo ha, mình ép một lần này nữa thôi ha, còn ai vô sau kệ nha, mọi người không ý kiến nha, được chưa nào? Cảm ơn thầy ạ. Mọi người đồng ý chưa? Mình chỉ ép một lần này nữa thôi nha, còn còn một tí nữa ai vô sau kệ, mình không ép nữa nha. Dạ thầy. Đây là bữa nay làm cái này thì giáo viên sao dạy được các bạn, đang dạy nửa trường mà cứ nhảy ra nhảy vô con này không được đâu. Rồi. À thì em đọc lại cho cô lại cái đọc cái thuốc giảm đau đi. Cái tên Pain Relievers. Pain Relievers. Ok. Rồi câu hỏi tiếp. Can you tell me the names for Pain Relievers? Bạn có thể kể cho tôi nghe một vài cái tên thuốc mà dùng để giảm đau không? Em học bên dược hay học bên đâu em? Em học dược phải không? Dây 1 kia nè. Được không em? Paracetamol. Paracetamol, what else? Còn gì nữa? Cô nếu acetaminophen. Rồi acetaminophen, paracetamol cũng là một thuốc thôi ha. Ibuprofen. Ibuprofen. Aspirin, what else? Diclofenac. Diclofenac. Ok, vậy là các em nắm rồi. Rồi. Các em học dược phôn hay là học y học cổ truyền? Y học cổ truyền như cũng phải biết cái này chút xíu chứ. Các em có học không? Các em biết không? Hù, quên lên tí. Cạn ra, bạn Hồng Nhung đi. Cái này các em đã học rồi mà. Cái thuốc mà các em hay sổ mũi nhức đầu, sổ mũi này hay uống, sổ mũi axi này kia đó. Lorpenidamine là cái thế hệ cũ ha, thế hệ nhất. Đúng rồi. Pheno. Tempest. Cái biệt dịch Tempest của Sanofi. Rồi còn của thuốc nào? Loratidine. Ok. Rồi. Cho cô dạy cái tên thuốc của Cognisin. Can you tell me the names for cough medicine? Thuốc dùng để trị ho, có mấy loại ho? Các bạn là Neocordium. Bisubom, Rohexin. Rohexin, ok. What's else? Codeine. Rồi, thank you. Như vậy có đầu một. Các bạn có cái đoạn nào chưa hiểu không? Thì ở trong đây có một cái chữ mới các em học đó là OTC. Thì cái này để là stand for over the counter. Các em dịch là thuốc không kê đơn. Thì trước các em đã học những cái tên thuốc BOM là thuốc kê đơn ha. Rồi thuốc không kê đơn. Thuốc không kê đơn. Thì cái đặc điểm của nó là gì? That medicine you can buy without direction from your doctor. Là những cái thuốc này bạn có thể mua mà không cần một cái đơn từ bác sĩ. Ok. Rồi theo thống kê thì người ta dùng cái OTC nhiều lần để làm giảm đau và điều trị các triệu chứng thông thường của cảm lạnh, cảm cúm và dị ứng. Bốn loại chế phẩm thuốc thông thường nhất của OTC. OTC là pain relievers, thuốc giảm đau, antihistamine là thuốc kháng histamine, decongestant là thông mũi và cough medicine, thuốc ho. Rồi đoạn đầu là cơ bản ha, giới thiệu phần đầu về thuốc giảm đau. Rồi bây giờ bắt đầu đi vào cái nội dung chính của cái bài. Dạ cô ơi. Rồi. Dạ em có một ca chuyển viện Sài Gòn đó, cô cho em xin ấy đường cô đi đường cô.
Chuyển bình hả? Em ở khoa nào? Dạ em làm ở thứ bảy chủ nhật thì em tụi em bên ở phòng X quang phải điều chuyển cô. À, X quang để mà điều chuyển bệnh nhân nào? Ok, đi rồi xong vô. Là em cấp cứu Sài Gòn chuyển qua bệnh viện nào? Bệnh viện nào? Dạ chứ phòng thật cô. Ủa mình đã bị lao hay sao rồi phải chuyển qua mật thật? Dạ đúng rồi, em làm ở kho ở bệnh viện lao bệnh viện phổi Bình Thuận cô. À, em ở Bình Thuận là xa dữ gì đó. Rồi thôi đi đi. Chắc phải lo trách nhiệm thôi. Dạ, thôi dạ, bị trừ điểm rồi thank dạ, you dạ. Cố gắng hỏi bạn bài học nha. Dạ ý rồi. Là sáng nay có điểm danh gì không cô? À, có chứ. Hồi nãy thầy điểm danh em tên gì? Dạ em tên Ngô Minh Bảo cô. Ngô Minh Bảo để hồi nãy cô nói với trường. Ngô Minh Bảo. Ngô Minh Bảo lớp A 122 cô. 001. A 1. 22. A 1. 22. 22. 00. 00 1 32 đó mà số sinh viên em không? Cho đến pen relievers. Yep. Are part 8 pen relievers. They are medicines that reduce and relieve the headache, muscle ache, arthritis, pain after surgeries, after injury, back pain, short throat, ear aches. There are many different pain medicines, and each one has advantages and risks. Sometimes the pain respond better to certain medicines that order than others. Each person may also have a slightly different response to pain reliever. Yeah, em đọc xong rồi. Em dịch đi, dịch cho nghe. Dạ. Cố gắng tự mình dịch nha, chứ các em đừng có chép vô cái bài đó, các em chụp về các em qua cái Google dịch cho em dịch. Rồi cái câu hỏi là cái từ đó, what's the spin, don't know. Cô thấy các em học hay nhiều cách đó. Mình phải cố gắng mình học, chứ mình đừng có nhờ máy, vậy là mình lệ thuộc rồi. Mình tập, mình nhìn vô cái bài rồi mình train it, mình hiểu. À, chỉ được cái chụp quyền Google, đọc lên cái Google dịch cho cô thì lãng phí lắm. Rồi học cho em, đọc đi. Thuốc giảm đau. Thuốc giảm đau nó có cái tác dụng dùng để giảm các cái cơn đau như là đau đầu, đau muscle là giống như là đau cơ, viêm khớp, những cái cơn đau sau phẫu thuật, những cái cơn đau mà đến từ vết thương, hoặc là bị đau lưng, đau họng, hoặc là đau tai. Sẽ có rất là nhiều cái loại thuốc giảm đau khác nhau, và mỗi một loại này đều có những cái lợi và cái tác dụng, cái lợi và cái hại riêng á. No, cái này risk nguy cơ. Dạ. Cái hại là harmful, risk là nguy cơ. Ok. Nguy cơ, dạ. Một số loại thuốc giảm đau có thể tác dụng một cách tốt nhất đối với mỗi một cái em cũng biết dịch khúc này sao. Mỗi một loại thuốc ha, mỗi có loại thuốc giảm đau thì có thể đáp ứng tốt đối với một loại thuốc khác hơn những người khác, có nghĩa là này sao, có nghĩa là tùy theo cái mỗi cái cá nhân mình nó có những cái đáp ứng giảm đau với mọi loại thuốc khác nhau. Dạ em đúng rồi. Dạ rồi, ok, anh xin điều. Mỗi một người thì sẽ có những cái việc mà những cái phản ứng thuốc sẽ khác nhau cho từng cái loại, từng cái việc mà giảm đau đó cô. Rồi cô dịch chỗ này cho các em nắm. Each person, mỗi người may also have a slightly different response to a pain relievers. Mỗi một người thì có thể có một cái đáp ứng hơi khác nhau, a slight difference, hơi khác nhau to a pain reliever, đối với là cái thuốc giảm đau. Rồi. Hồi nãy có chỗ ở trên này em đọc cũng hơi rối chỗ này nè. Pain relievers, they are medicine that reduce or relieve headache. Thuốc giảm đau là những thuốc mà nó làm giảm, to reduce and relieve are the same, là những cái thuốc này synonym, là những cái thuốc này là nó đồng nghĩa với nhau, reduce or relieve thì là giảm đau, headache là giảm đau nhức đầu.
đây các em gặp thí dụ một cái danh từ về cái cơ quan cộng với là cái chính là prefix suffix cộng với là tiếp biểu ngữ phía sau đuôi là s để express a pain để diễn tả một cái đau. Ví dụ như các em đau răng là tooth, tooth là số nhị, tooth teeth thì đây em gắn vô. Ví dụ như tooth edge, cái này là đau răng, nhiều cái răng lên thì em teeth, thì cái này là đau răng. Thì em gắn có cái này là cái chữ mà nó gọi là cái surface. Gắn vô thì các em biết diễn tả một cái đau, đau một cái cơ quan. Ví dụ đau bao tử, stomach là bao tử, stomach đau bao tử. Ok, thì là mấy em có một thí dụ rồi. Bạn Thanh cho cô thí dụ có đau gì nữa cho nó quen. The ear ache, the muscle ache. Yes, đau tai. Như vậy các em học được một cái từ do một cái danh từ cộng với đuôi h thì các em sẽ thành một express a pain. Rồi tùy theo nó license là nó dòng, nó vằn thì các em để tiêu đây là headache. Nhưng mà nếu nó dàn thì em đọc là headache. Ok. Rồi, cái đó là nhỏ. Nhưng mà các em đọc, khi các em đọc tài liệu thì các em sẽ thấy, các em sẽ hình dung được cái đó là diễn tả một cái đau. Rồi, muscle aches, đau cơ. Theo arthritis, đây là khớp. Arthritis là is of zone, là một khớp. Itis, các em gặp cái surface itis. Express inflammation, inflammation là diễn tả một cái viêm. Ví dụ như em thấy đây là arthritis, viêm khớp. Rồi thí dụ có đau bao tử đi, đau bao tử mà viêm bao tử đi thì các em chơi chữ gì? Bao tử là tiếng Anh là stomach. Bây giờ các em chơi viêm bao tử là stomach itis. Ok, you understand? Rồi cho cô thí dụ đi, viêm một cái gì đi? Arthritis. Là gì đấy em? Viêm tai. Viêm tai hả? Rồi, như vậy là các em hiểu được cái chỗ cộng cái tiếp viễn ngữ itis là express in inflammation. Inflammation, biết các em biết cái gì đó không? Cái này mất công viết, không có bài học, có cái chỗ viết hơi khó nhìn. Inflammation. Ví dụ cô ghi vậy đây, nếu hỏi nó cô bôi. Bây giờ inflammation là viêm. Cái này là viêm. Ok. Cái này nhớ ha, viêm. Rồi cô ngồi, inflammation là một hiện tượng viêm. Rồi. Còn đây cái refry với reception đó thì em nhớ phân biệt nha. To refry là cái b, cái thẳng cùng đó là b bò, là động từ to cái đơn. Ví dụ như có nhiều bạn có hỏi cái động từ cái sai không à. To be spry là chữ B. Còn nếu mà chuyển qua cái danh từ là can reception, B là bỏ thành B bở, bở, reception. Giống như tôi absorb là hấp thu, absorption là chữ B. Ví dụ như absorption, các em có cái absorption là sự hấp thu. Absorb là động từ. Chuyển qua thì danh từ thì nó phải bỏ chữ B này, chuyển thành B phở, phở ha, absorption. Rồi, thank you. Rồi cái đoạn này ổn chưa, có bạn nào có thích được gì không? The first paragraph. Giờ cô đọc lại cho nghe rồi sau đó các em dịch ha. Pain relievers, thuốc giảm đau. They are medicine that reduce or relieve headaches, muscle aches, arthritis, pain after surgery, after injury, back pain, sore throat, yes, it is, vân vân ha, yes. There are many different pain medicine, and each one has advantages and risks. Some type of pain respond better to certain medicine than others. Which version may also have a slightly different response to a pain relievers. Thuốc giảm đau. Thuốc giảm đau là những thuốc mà nó làm giảm giảm đau, hoặc như là giảm nhức đầu, giảm đau cơ.
hip hop, giảm đau sau phẫu thuật, sau cái tổn thương, đau lưng, đau họng, yes, đau đau tai. There are many different bạn có rất nhiều cái thuốc giảm đau khác nhau, và mỗi thuốc thì có một cái yếu tố thuận, có những cái thuận lợi và nguy cơ. Sometimes một vài thuốc giảm đau thì đáp ứng tốt đối với một loại thuốc hơn những thuốc khác. Each person và mỗi một người thì có cái sự đáp ứng hơi khác nhau đối với là thuốc giảm đau. Rồi thì các em hiểu cái độ này rồi. Ví dụ mỗi người là cũng như là ví dụ như Anna thì có đáp ứng với ví dụ như Lidofen thì nó tốt hơn là cái anh B, có nghĩa là dùng một viên thì người ta sẽ mau hết bệnh, của anh B thì nó hơi chậm đi. Đó là do sự gen và trọng lượng cơ thể này, khi các em hiểu là cái yếu tố di truyền ha, về cái response là cái receptor gắn thuốc. Rồi continue đoạn hai. Bạn tên gì? Nãy giờ là có bạn Phạm Dung làm việc rồi nè, bạn Bảo làm việc rồi nè, bạn Thanh nè, bạn Bảo thì vắng rồi đi đi chuyển viện rồi, giờ bạn Thanh xong rồi nè, còn bạn nào nữa không em? Dạ cho em đọc đoạn này cô. Giờ bác nằm sắp lại đi, nằm sắp lại cho cô cái tên đi em, để cô dạ nắm. Em tên Linh. Rồi my name is, nằm sắp lại đi, chị đi xe. My name is Khánh Linh. Em ở nhóm nào? Dạ lớp D11, dược 11, không giờ 11, 2001. 2001. Rồi. 10. 10. Dạ Khánh Linh nha con. Rồi con nhớ rồi, Miss Khánh Linh. Rồi Khánh Linh. Dạ. With the paragraph and I star and end. That's because the bad rivers can be. Yes, and what roughly better rap and just better rap. Em đọc đoạn này thôi hả cô? Dạ em đọc cái tiếp theo. That's before. Em có thấy màn hình không? Dạ that's em thấy cô. Ý em hỏi em đọc mấy đoạn đó cô? Một đoạn thôi. The next. Photographs, photographs yeah. Hai. Yes. Cô chị nè. That's because. Yeah. That's because the pain relievers can be intact. Non-steroidal anti-inflammatory drugs or acetaminophen. These drugs have different way of working. Rồi, cho cô. Rồi. Em dịch đi, dịch rồi cô hỏi sao? Dạ cô. Có nghĩa là đó bởi vì là những cái việc giảm đau thì có cái việc giảm thuốc đau giảm đau, thuốc giảm đau là việc giảm đau, thuốc giảm đau, ok. Yeah. Thuốc giảm đau có thể là NSAID, là cái thuốc mà không có steroid, non steroid, plus anti là chống lại ha, thám viên, anti inflammatory drugs là những cái thuốc kháng viêm không steroid, hoặc là acetaminophen. Và mỗi cái thuốc này thì nó có một cái cách nó hoạt động khác nhau ạ. Rồi các em hiểu không? Cái này là cái non-steroidal anti-inflammatory. What's the function? Chức năng nó là gì? Danh từ, động từ, tính từ. Ví dụ người ta hỏi nguyên cái cụm phía trước chữ RAS là nghĩa gì? Non-steroidal anti-inflammatory. RAS. Ví dụ viêm là inflammation, và inflammatory là gì? Cho cô biết. What is the function of inflammatory? Tính từ rồi. Ok. Em nói the inflammatory is an object. Em trả lời nguyên câu. Có nghĩa là những cái từ này là cái tính từ. Còn cái danh từ nó là gì? Drugs. What is the noun of? The word now is drugs. No, inflammation. Nãy cô mới ghi trên cái phần nãy cô ghi cho các em đó. Itis. Inflammation. Có nghĩa là các em bỏ chữ OI về em xem UN. Nhớ nha, các em nhớ phân biệt mấy cái danh từ cũng từ. Đặt nó đúng, không có đặt sai. Rồi. Rồi tại sao cái này non-steroid là cái này là cũng là một acetin, là không steroid. Non-steroid khác, còn cái này là acetin. Nhớ nha các em đừng có lộn.
Rồi why, tại sao mà chữ S này có chữ đuôi S phía sau? Nhiều loại thuốc đúng không? Plural, express of plurals, plus. Có nhiều loại thuốc. Tại đang người ta phải có chữ S phía đuôi, có nhiều bạn không hiểu sao có S nữa. Rồi. Rồi, giờ cô đọc lại để dịch nha. Does he hold the pen? What? Em có gì? The band delivers can be nonsense, non-steroidal anti-inflammatory drugs, or acetaminophen. Each of these drugs has a different range of coping. Đó là lý do tại sao thuốc giảm đau có thể là SS, cái này là dịch ra, hoặc là acetaminophen. Each of these drugs và mỗi loại thuốc giảm đau này has a different range of coping. Là có một cái cơ chế tác động khác nhau. Ways of working, cơ chế tác động. Một lần em có thể là mechanisms of action. Way of working, làm em học được một cái từ là cơ chế tác động. Rồi, như vậy là bây giờ câu hỏi. How many types of pain relievers? Rồi, bạn có tin cho cô biết rồi, có bao nhiêu loại cái thuốc giảm đau? There are two. What are they? They are NSAIDs and acetaminophen. Yes, you can understand the test. Có nghĩa là có hai loại khi người ta hỏi how many types of pain relievers? Thì bạn mà nói là two. But what are they? They are NSAIDs and acetaminophen. Em có hai loại NSAIDs và acetaminophen. Rồi, continue. Rồi, tốt rồi đó, em học về nắm được rồi đó. Chỉ cần coi lại chút xíu là ổn. Rồi tiếp. Rồi đoạn thứ hai là các em sẽ học về SS. Cô lên chị. Bạn nào? Bây giờ. Cô. Rồi. Sao em? Thì em hỏi cái cụm pain relievers khi nào mình dùng hai cái nào đi chung với ảo cô? Cái gì em? Pain reliever ảo cô cái gì? Đúng rồi. Tức là pain cũng là now, reliever cũng là now đúng không? Khi nào dùng hai cái now mà đi chung với nhau thành cái compound now? No. Cái này pain reliever là một compound, là cái thuốc giảm đau. Ok, thuốc giảm đau. Rồi, em cho cô đọc SS đi. Bạn nào đọc đi em. Em đọc luôn cô. Em tên gì? Em tên Tuấn ạ. Tuấn lại giờ chưa có không? Nguyên tuần trước chưa có đọc không? Ủa, nguyên tuần trước em đọc hai lần rồi cô. tôi là chọc chút xíu rồi thấy các em chi ký này. Tuấn là Minh Diệu không? Dạ đúng rồi cô. D11 2001 08 á. D1 2008. D11 2008. Để em đánh ra màn hình cho cô nha. Thôi được rồi, cô được rồi. Cô nhớ rồi, Tuấn được rồi. Rồi em đọc tiếp đi. Cô phải xin cái bản danh sách lớp nữa. Rồi Tuấn đọc đi. Dạ. Yeah. NSAIDs, they relieve pain by stopping the production of prostaglandin, which are natural chemicals in the body. Prostaglandin irritate nerves, endings, triggering and sensation of pain. NSAIDs include aspirin, mainly used for relief of pain and fever. Ibuprofen to relieve pain and fever, and also the symptom of rheumatoid. Từ tiếp theo đọc sao cô? Cái này em đọc cái từ nó hơi mới, cái từ này là rheumatoid degenerative arthritis. Các triệu chứng của viêm khớp này là viêm khớp arthritis. Degenerative là thoái hóa, abscessive modified rheumatoid. Degenerative arthritis, naproxen administered specially to treat arthritis, ketoprofen used to treat the. Stop here. Yeah. Em tới đó thôi. Thank you.
Được rồi em. Thuốc giảm đau ASS. ASS là những thuốc giảm đau bằng cách. Được chưa Tuấn? Dạ em đọc xong rồi cô. Ở dịch đi. Nhiệm vụ đầu tiên là đọc tiếng Anh, speaking English. Thế đến the next là các em translate into Vietnamese. Thì cái thứ ba là sẽ question and answer. Đang hỏi và giải đáp. NSAID là những cái thuốc mà giảm đau bằng việc ngưng bằng cách là tức là stop ngưng cái việc mà sản xuất ra cái prostaglandin bằng cái cách ngưng tạo ra cái prostaglandin. Continue. Cái prostaglandin là cái chất hóa học tự nhiên trong cơ thể. Yes. Irritate nghĩa gì hả cô? Kích thích. Irritate. Yeah. Kết quả nervous là cái thần kinh cảm cùng prostaglandin kích hoạt cái nerve ending nerve là cái thần kinh hay dây thần kinh tận cùng dây thần kinh tận cùng triggering the sensation of pain tức là nó là cái bạn này cũng không hình dung ngôn ngữ chặt lắm triggering giống như là nó hình thành sau khi có cơn đau. Dịch sao cô? Đầu tiên là các em sẽ nói là cái này là kích thích dây thần kinh và nó kích hoạt cái cảm giác đau. NSAID bao gồm tin loose là bao gồm. Yeah, aspirin nè được dùng chính để là giảm đau về và sốt nè. Ibuprofen là giảm đau và sốt. Đúng rồi đó. Đúng rồi. Yeah, giảm đau và sốt đó cô. To release of pain, dùng để giảm đau and fever, sốt. Để làm giảm đau hạ sốt. Tóc về đây cho các bạn khác cùng đọc để các bạn cùng có điểm. Rồi, SS, sốt giảm đau. They release pain by stopping the production of prostaglandin. SS thì nó giảm đau bằng cách ngưng tạo tạo prostaglandin. Which a natural chemical response in the body. Prostaglandin này là những cái hóa chất tự nhiên in the body trong cơ thể. Prostaglandin irritates nerve endings, triggering the sensation of pain. Prostaglandin thì kích thích cái dây thần kinh tận cùng và kích hoạt cảm giác đau. Bao gồm aspirin, mainly used for release of pain and fever, thì dùng để giảm đau và hạ sốt. Rồi, thank you. Các em nhớ cái trong đoạn này thì có nhiều bạn hay đọc chữ fever này, sốt á, đọc thành fever. Đó là các điểm của em phải nhớ, cũng đọc sai mistake. Rồi, tiếp. Ibuprofen. Rồi các em đọc ba thuốc kế tiếp, bạn nào xuống phóng. Hai thôi. Ibuprofen and naproxen. Và tới bạn nào? Bây giờ con chưa thấy bạn chẳng đoán hình ảnh, một là bạn y học cổ truyền. Có bạn nào? Dạ em cô. Em tên gì? Dạ em Lê Thị Lợi, lớp xét nghiệm. Ủa, các em có lớp xét nghiệm đó hả? Rồi Lê Thị Lợi, giờ cho cô đi. Lê đọc đi Lợi. Ibuprofen. To relieve pain. Được không em? Ibuprofen. Naproxen. Ibuprofen. To relieve pain and fever and also the symptoms of pneumatoid degenerative arthritis. Yes. Naproxen, continue. Naproxen administers especially to kids arthritis. Ketoprofen đúng không? Ketoprofen used to treat dysmenorrhea and the symptoms of
rheumatoid arthritis. And arthritis and osteoarthritis. Yes. Dĩ nhiễu. Rồi, dịch đem. Represent the main side effect associated with aspirin and stop here. Em chỉ cần đọc hai tên thuốc thôi, naproxen and ketoprofen. Rồi em translate cho Vietnamese cho cả lớp nghe. Naproxen. Naproxen là được chuẩn bị đặc biệt là để trị bệnh viêm khớp. Ok. Ketoprofen là được dùng để trị chứng bị loạn gì kinh nguyệt. Rối loạn kinh nguyệt. Dysmenorrhea. Rối loạn kinh nguyệt. Và những triệu chứng đau khớp và loãng xương. Không phải, em quên gì cái itis đây. Itis là viêm. Viêm khớp. Viêm khớp dạng thấp và viêm khớp xương. Osteo, miến, bone. Cái khi em gặp với đọc cái đơn thuốc hoặc có osteo thì em nghĩ đó là chữ bone. Thì nó gì dịch chữ Latin và chữ Hy Lạp gì đó. Thì nó từ cái chữ này ra thì là bone là xương. Arthritis là khớp, viêm khớp xương. Đau khớp xương, viêm khớp xương. Osteoarthritis. Trên đây có mấy cái từ nó hơi mới cho các em, đó là dysmenorrhea, đau bụng cơm hay là xáo trộn và tinh nguyên, khi đó cũng được biết là xáo trộn disorder. Rồi rheumatoid, viêm khớp thấy quá ha. Rồi anh nghĩ là được rồi. Rồi còn naproxen administered especially to treat arthritis. Naproxen thì được sử dụng đặc biệt trong các trường hợp mà điều trị viêm khớp. Ok. Rồi, the next. Các em cũng hiểu rồi đó, về soạn bài, có bài về soạn chút xíu. Có một số từ mà cô cũng nhớ, cô trong vocabulary nè. Rồi tiếp, the man. Giờ bạn kế là sẽ đọc cái the first paragraph from the best side effect to them. Rồi bạn nào số phóng? Em đọc rồi. Em tên gì? Em tên là Lê Nguyễn Thị Thành Loan. Nguyễn Thị Thành Loan. Lê. Lê Thị Thanh Loan. Nguyễn Thị Lê. Dược 11 200206 không? 2006 Dược 11 2006. Rồi đọc đi Đăng. 11 2006. Rồi ok. Dạ em đọc nha cô. Đọc đi em. Dạ. The main side effect associated with aspirin and other NSAIDs, the gastrointestinal GI problems. These problems can range from upset stomach to bleeding, a serious event that is more likely to occur in older people. The chances of experiencing GI problems from NSAIDs or aspirin increase the larger the dose you take or the longer you take them. Yeah, stop here. Okay. Yeah. Tác dụng phụ chính của aspirin và những cái thuốc NSAID khác là vấn đề về bao tử. Những cái bao tử ruột, gastrointestinal, bao tử ruột nha các em. Gastro là bao tử, intestinal là ruột. Thì các em có ruột già và ruột non. Ví dụ ruột già đó thì các em gọi là large intestinal. Và ruột non là small intestinal. Và intestinal là tổng quát central thì có thể tổng quát ruột. Rồi. Dạ, những cái vấn đề liên quan đến bao tử và ruột. Thì những cái vấn đề này nó có thể là bao gồm là việc đồng hồ, from, từ. Như phải bao gồm là những cái vấn đề này có thể là từ cái upset stomach, khó chịu, upset stomach, khó chịu cho tới cái chảy máu. Ok. Trong những cái trường hợp mà nghiêm trọng thì nó những cái trường hợp biến chứng trầm trọng thì nó thường xảy ra ở những người già. Có khuynh hướng xảy ra ở những người lớn tuổi hơn. Likely là khuynh hướng, occur là to happen, xảy ra ở những người lớn tuổi hơn. Continue. Cái khả năng mà
bị những cái vấn đề về bao tử ngược này từ việc uống thuốc NSAID hoặc là aspirin thì nó sẽ tăng lên cùng với việc cùng với khi mà mình tăng liều hoặc là cùng với cái thời gian mà mình uống càng dài. Ok. À. Thì cái đoạn này các em dịch cũng tốt khó thôi. Cái này nè. The trends of experience GI problems là những cái trải nghiệm experience là cái trải nghiệm, những cái câu hỏi trải nghiệm của những cái biến chứng problem là những cái vấn đề về GI from từ NSAID or aspirin từ cái NSAID hoặc là aspirin increase to increase là sự gia tăng còn giảm là gì em? Opposite of increase is decrease. Decrease là giảm. Cái này là sự gia tăng, còn kia là opposite là sự giảm. The larger the dose là cái liều mà càng lớn. Thứ mà bạn dùng liều càng lớn. And the longer you take them và kéo dài. Những cái là những cái biến chứng về cái NSAID và aspirin sẽ gia tăng nếu bạn dùng liều cao và thời gian kéo dài. Thank you. Dạ. Yep. Được rồi em, thank you. Rồi the next. Cho cô bạn khác. Đoạn này thôi. From excess to kidney damage. Cho cô đoạn này. Dạ em đọc cô. Cô rồi em tên gì? Thảo à? Minh Thảo. Dạ. Rồi, đọc đi em. Excess can cause an old variety of side effects related to kidney function. These side effects range from rare and severe inflammation, kidney damage. Yeah. Rồi, tiếp theo thôi, stop here. Cho các bà khác cùng đọc. Dạ, tiếp em. Dạ, NSAID thì có thể có nguyên nhân khác nhau. Bên cạnh những cái hiệu quả thì, bên cạnh những cái hiệu quả thì NSAID có những cái, NSAID có thể gây, nghĩa là bên cạnh những hiệu quả thì NSAID nó cũng gây ra những cái chức năng về thận. Đúng không cô? Chưa đúng. Bên cạnh cái hiệu quả sẽ được. Cái đó đầu hiệu quả sẽ nguyên nhân đó cô. Nguyên nhân sẽ cái là biến năng phụ. Khi nào hiệu quả thì dùng paracetamol, hiệu quả là dùng giảm đau hạ sốt. Còn là tác dụng phụ của NSAID là cũng liên quan. Có liên quan đến họ. NSAID thì có thể gây a variety of side effects. Những cái side effects là tác dụng phụ. Của liên quan tới chức năng thận, cái gì là thận, function là chức năng. Besides effects, những cái tác dụng phụ này, trends có phạm vi from từ reversible inflammation to the permanent kidney damage, từ cái tổn thương tạm thời cho đến vĩnh viễn cái tổn thương thận. Reversible là có sự biến đổi, ok, là có thể đi làm từ cái phạm vi từ cái viêm cho đến tổn thương thận vĩnh viễn. Do you understand? Ok. Yeah. Thank you. Các em hiểu không? Reversible là nó sẽ biến đổi từ cái viêm cho đến tổn thương permanent là tổn thương vĩnh viễn về chức năng thận. Permanent cái này là vĩnh viễn. Và tạm thời là gì? Các em học chưa? Permanent là như bài trước học rồi đó. Xin biết bài trước và bài sau. Permanent là vĩnh viễn. Còn tạm thời là temporary, ok. Rồi, nó cho các em thử thôi. Vậy cái đoạn này các em hiểu ra ha. NSAID thì nó có thể gây cái phản ứng phụ liên quan đến chức năng thận. Ngoài cái phản ứng về cái GI problems, những cái phản ứng về cái GI là gastrointestinal, nó còn thêm cái gì? Kidney function, kidney function. Và cái function nó làm sao? Là nó có thể là từ cái phản ứng viêm. Rồi tới khi em đã đến cái tổn thương thận vĩnh viễn. Do đó có những trường hợp mà bệnh nhân dùng cái NSAID nhiều quá đến lúc mà người ta bị tổn thương thận vĩnh viễn phải đi chạy thận thì rất là cực khổ. Cần biết thì chạy thận nhân tạo đâu có sung sướng gì đâu. Ra trong vấn đề sử dụng thuốc hay là các em sau này có bán thuốc thì đó cũng phải thận trọng, bán những cái thuốc kháng viêm cho bệnh nhân, tránh bán
nhiều quá hoặc là mình bán mà không cân đối được cái liều lượng cho bệnh nhân thì người ta sẽ ảnh hưởng cái thận sau này có nghiệp nha, đúng không? Ok, tiếp, continue. Dạ cô, em cô. À, tên gì em? Dạ em là Đặng Thị Mỹ Tiên. À, Đặng Thị Mỹ Tiên, em học lớp nào? Dạ em ở khoa xét nghiệm lớp 11200106 cô. Đặng Thị Mỹ Tiên phải không, xét nghiệm? Dạ. Rồi. Xét nghiệm cũng hay lắm đó. Cái này học rồi. Ôi, bài học nó không nổi lên cô ạ. Sao em? Bài học nó không nổi. À, bài học không nổi. Vâng. Được rồi. And NSAID may make high blood pressure medicine, high dose of aspirin both a risk of liver damage for people who have liver disease or rheumatic fever. Ok. Em dịch nữa cô. Em dịch đi em. Dạ. Aspirin và những thuốc kháng viêm không có steroid thì có thể làm tăng, có thể được sự để làm cho thuốc tăng huyết áp máu của cô tăng hàm lượng là thuốc tăng huyết áp, nghĩa là giảm tác dụng của thuốc tăng huyết áp các em. Làm okay. Cái này là do uống mà nó tăng huyết áp, làm tăng huyết áp và cái tiêu lượng cao của aspirin có khả năng làm cho hại gan cho những người mà có những cái bệnh về sốt rheumatic, giống như dạng những người mà có triệu chứng gan sốt do gan hay liver disease do sốt. Rồi như thế này là các em, chuyện này các em lấy ra rất là khó dịch ha. Ví dụ high dose of aspirin, liều cao aspirin, dose cái này là possible, có thể a risk of liver damage, có thể làm nguy cơ tổn thương gan, possible cho những người who have a liver disease, cho những người đã có một cái bệnh đề gan, ok, or rheumatic fever, gọi là những người bệnh đã bị sốt hấp hốp, có nghĩa là những cái liều cao của aspirin thì có nguy cơ làm tổn thương gan, các em hiểu không? Nhưng mà cái tổn thương gan này nó sẽ nặng hơn đối với những người mà đã có cái bệnh nền về gan rồi. Một lời cô ơi, xin lỗi cô là cái chữ rheumatic fever nó dịch là sao cô? Rheumatic fever, sốt hấp hốp. Fever là sốt thì em dùng bình thường thôi. Có nghĩa là khi những cái vấn đề này nó sẽ nặng hơn hoặc là tổn thương nặng hơn ở những người mà đã có bệnh nền, hoặc là những cái bệnh nền về tổn thương gan, hoặc là những cái bệnh về rheumatic fever. Ok. Dạ. Em dịch dễ thì dễ khó hơn. Rồi. Yeah. Vì là các em đã học được cái NSAID. Bây giờ bạn nào cho cô tóm tắt lại cái NSAID thì có một cái bao nhiêu cái phở side effect. How many side effects of NSAIDs? Bạn tóm tắt lại cho các bạn khác cùng học có bao nhiêu cái phản ứng phụ mà về NSAIDs mà được đề cập trong bài này. How many the test? Em tóm tắt lại ngắn gọn lại cho các bạn. Có bao nhiêu cái phản ứng phụ về NSAIDs mà được đề cập trong cái bài học của các em? There are four. Qua ta lấy. Các em cứ kể cho có lớp nghe đi. Tóm tắt thôi, summary. They are GI problem, problem. Kidney problem. Kidney function. Cái vấn đề về thận hoặc là cái chức năng của thận. Kidney function. Chức năng thận. Make high blood pressure. Yes. And the last is post risk of liver damage. Thank you. Nếu tóm tắt lại thì các em chỉ có mấy cái thôi. Đầu tiên là nó về cái GI problems. Cái thứ hai là kidney function. Cái thứ ba là damage, coi như là liver damage, tổn thương gan. Đúng không? Cơ bản vậy thôi. Cơ bản vậy thôi. Nhưng mà cái chính của đó là gì? The main side effects. Cái sai phép của các NSAID là gì? GI, gastrointestinal problems. Ra các em phải nhớ chính là khi các em uống thuốc về NSAID thì các em thấy về biến chứng về các NSAID nhiều. Thì các em dặn bệnh nhân uống sao?
không không để uống để phát thuốc cho bệnh nhân uống thuốc lần này thì các em phải cách nào các em cho bệnh nhân được năng sao và nằm nhớ về dược lý ví dụ cho bệnh nhân uống cái ibuprofen đi thì các em dặn bệnh nhân uống như thế nào uống sau ăn rồi còn gì nữa đúng liều rồi còn gì nữa cách 46 tiếng luôn nè hoặc là các em dùng một thuốc có chế bông rô tâm hút cộng á đem về tránh cho bệnh nhân phối hợp cho ví dụ như cơ bản là ví dụ omeprazole cộng thêm cái thuốc kháng viêm đúng không nhớ không chú check các em dùng theo cái thuốc bông có chế bông rô tâm hút cộng nhớ cái đó không BBI rồi vậy thôi ha cái phóng rồi thôi cho đó cái dàn coi lại dược lý các em học rồi giờ các em sẽ qua cái nhóm thứ hai là các em peptide delivers includes SS and acetaminophen giờ các em sẽ các em học rồi giờ các em học tới acetaminophen thuốc giảm đau thuốc giảm đau acetaminophen để bạn nào xuống phóng cô ơi có bạn Huy đang đợi ngoài cô cho bạn ấy vào làm gì em Huy á cô Huy. Cho bạn ấy vào lớp bạn tên gì em tên gì em Nguyễn Trần Hoàng Anh lớp 23001 không đọc lại tên cho cô dạ Nguyễn Trần Hoàng Anh ạ Nguyễn Trần Hoàng Anh dạ lớp sinh viên hay là gì em lớp dược à Hoàng Anh lớp dược cô bây giờ cô chưa thấy bạn nào chẳng đấu hình ảnh đọc hết dạ vậy thôi chẳng đấu hình ảnh khó khăn cô rồi nó cô cho bài kia đọc khó hơn rồi vậy bạn Hoàng Anh đi Hoàng Anh dạ acetaminophen it relieves pain and reduces first paragraph nha em from its degree to it relieves pain and reduces fever we don't completely understand the way acetaminophen relieves pain we know that unlike aspirin and NSAIDs which work in the skin muscles and joints acetaminophen blocks painful sensation in the brain and the spinal cord. Acetaminophen is in products such as Tylenol. Acetaminophen nó thì giảm đau và nó thì làm dịu cái cơn đau và giảm sốt. Chúng ta không hoàn toàn hiểu cái cách mà acetaminophen làm dịu cái cơn đau. Chúng ta biết rằng không có giống như aspirin và NSAIDs. Cái mà làm việc ở trong da cơ bắp và những cái khớp acetaminophen thì chặn lại cái cảm giác đau ở trong não và ở trong cái cột dây xương sống acetaminophen thì có sống ok spinal cord rồi spinal column là cột sống gọi này spinal cord tủy sống ok tủy sống dạ cảm ơn cô ạ acetaminophen thì ở trong những sản phẩm giống như là Tylenol Tylenol là cái thuốc này là cái thuốc paracetamol mình thấy các em là cái thuốc đâu rồi có đọc nữa không vậy cơ thôi khỏi em để cho các bạn khác đọc thì các bạn khác cùng học luôn cho nó vui rồi đọc lại bây giờ cô hỏi thôi rồi ở đây thì có một số từ thôi các em chỗ này nè nãy em dịch cái chỗ này nó lỏng củng lắm which wash in the skin đơn dịch lại sao skin là da muscle là cơ son là khớp blocks painful sensation là những cảm giác đau ức chế blocks ức chế cảm giác đau brain là não spinal cord là cái tủy sống còn nếu cột sống là các em giống như spinal nhưng mà em chuyển thành column giống như vi tính column cột rồi acetaminophen it relieves pain and reduces fevers acetaminophen làm giảm đau và hạ sốt we don't completely understand the way acetaminophen relieves pain chúng ta hoàn toàn không hiểu được cách mà tác động giảm đau của acetaminophen. We know that, nhưng mà chúng ta biết unlike, nó không giống như aspirin and NSAIDs. Which was in the skin, nó tác động ở da.
muscle, the zone. For acetaminophen, drops painful sensation in the brain and the spinal cord. Thả sẽ em lên khóa cái cảm ức chế hay là khóa cái cảm giác đau ở não và cái tủy sống. Acetaminophen is the introduction ethylenol. Acetaminophen giống như là cái chế phẩm tên là ethylenol. Rồi, continue. On the stairs. Đó nào, tên gì em? Túng rồi. Rồi, biết nhá. Ủa, Túng là Túng lặp lại hay các bạn Túng nãy có rồi, vậy các bạn Túng khác nè. Để các bạn Túng thêm một một. Em đọc lại, em đọc tiếp đi cô. À, mà em Túng gì, sao cô nghe giọng quen quá vậy? Nãy giờ đọc chưa? Nãy em đọc rồi cô, giờ đọc tiếp rồi. Thôi cho bạn khác đi, để cho các bạn khác cùng đọc để như chấm điểm được. Giờ hút được, bạn nào nữa giờ chưa có sinh hoạt, chưa có hoạt động. Dạ, để em đọc cho cô ấy. Cô nghe giọng quen quen, còn bạn nào chưa bây giờ tham gia không? Dạ, để em đọc ạ. À, em tên gì? Dạ, Nguyễn Thị Tú Mai. Tú gì em? Tú Mai. Tú Mai. Em khoa nào? Em là D13. Rồi, 2001. 2001. Khoa nào em? 16. Lớp nào em? Sao anh Hồng? Lớp dược 10. Rồi, thank you. Tiếp đi em. Rồi. Rồi, tên là đọc. Tăng áp hỏi nặng. Under space. Mặt nhiều. Để em đọc nha cô. Rồi, đọc đi em. Cảm ơn. Dạ. On the set in the majority of is long-term use of high dose of acetaminophen, especially in products that also contain caffeine or choline, has been shown to cause form of kidney disease, nephrotic nephropathy. This serious condition may develop after a year or decades of daily use. Qua anh đi nghe có ai nhắc anh không vậy? Dạ. Mặc dù là đang an toàn tí, với tí đa số người dùng, nhưng mà nếu mà dùng liều cao trong thời gian dài, acetaminophen, đặc biệt là trong các sản phẩm có chứa caffeine hoặc là choline, thì có thể là nguyên nhân gây ra các bệnh về thận, gọi là bệnh thận giảm đau. Nếu mà các triệu chứng này phát triển trong này this serious là trầm trọng condition, tình trạng trầm trọng này. Tình trạng trầm trọng này có thể phát triển sau vài năm hoặc là vài thập kỷ nếu sử dụng hàng ngày. A decade là bao nhiêu năm em? A period of thập kỷ 10 năm. Rồi. Under stay in majority of users, mặc dù có sự an toàn ở trong đa số cho cái người sử dụng, có nghĩa là acetaminophen để giảm đau là nó có độ an toàn cao hơn các thuốc khác ha, em rõ ràng. Long term use of high doses of acetaminophen. Nhưng mà nếu các bạn dùng liều cao và kéo dài, especially in products, đặc biệt trong những chế phẩm that also contains những chế phẩm có chứa caffeine hay là codeine. They've been shown to cause a form of kidney disease called anaphylaxis, nephropathy, mà nó có thể chỉ ra một cái dạng bệnh về thận gọi là anaphylaxis nephropathy. It's serious, cái tình trạng trầm trọng này may develop after years, nó có thể là phát triển hoặc là tăng lên sau nhiều năm hoặc là 10 năm thập kỷ của cái việc sử dụng hàng ngày. Về biến chứng về cái acetaminophen mà khi các em dùng lâu dài thì gây gì? Cô ơi, cho em hỏi cái chữ anaphylaxis nephropathy là gì? Là gì cô? Cái này là cái giảm đau về cái bệnh thận. Pathy là một cái bệnh
nephro là thận, anesthesis a synonym reduce nó là một cái gì về cái bệnh về thận, giảm đau về bệnh về thận, cái này là về cái bệnh học. Thì dù các em không dịch được thì các em cứ dùng nguyên cái từ đó, anesthesis nephropathy, nó có sẽ định nghĩa về cái biến chứng về cái bệnh thận như thế nào. Ok, em gõ lên thì hoặc là cái tiếng Việt thì các em thấy hoặc là em ghi nguyên cái tiếng Anh vô, người ta sẽ express ra một cái bệnh thận về do dùng paracetamol. Rồi bây giờ bạn nào cho cô xem, bây giờ cái cơ bản này là cơ bản các em hiểu không? Hiểu hết rồi phải không? Hiểu hết bài rồi phải không? Rồi bây giờ trong đây đó thì có một cái số từ, cái bài tập này thì nó cũng hơi khó cho các em học về cái tạng, các cơ quan. Ví dụ các em có thể định nghĩa thế nào, cái này là cái gì đây? There's organs located in the right and left side of abdomen. Cái bài tập này là nói về các cơ quan của trong cơ thể. Ví dụ người ta hỏi một cặp cơ quan mà nó định vị ở bên phải và bên trái của cổ bụng là gì, các em có thể cho cái danh từ của cái từ này. Các em suy nghĩ chút xíu đi. Kidney. Kidney. Là gì em? Cái này kidney đúng rồi. Ok. Quả thận. Thận thì nó có hai quả cận, thì kidney các em sẽ có thấy cái chữ này là kidney. Nên nó có hai quả thận phải và trái, thì cái này là các em phải biết là đây là thận ha. Thì nó định nghĩa là sao? Thì các em học một số từ thôi để cho nó nhớ. Thận là pairs of organs located the right and left side of the abdomen. Abdomen là ổ bụng. Abdomen là ổ bụng ha. Rồi giờ bạn nào đọc lại cái từ này cho nó quen đi. Đọc luôn. Bạn nào đọc một câu thôi. Người ta cho định nghĩa cái thận là gì? Bạn nào câu này dễ nè. Bạn nào xung phong đi. Em đúng hình ảnh đi các em. Em tên Thanh Thảo cô. Tên gì em? Dạ Thanh Thảo ạ. Thảo khoa nào? Dạ khoa dược 11. Rồi thank you. Dạ. Kidneys is pair of all organs located in the right and left side of the abdomen. Yes. Okay. Continue. Thận là một cái cặp tạng, nó định vị ở bên phải và bên trái của bụng. Rồi để cô coi gì cho nó dễ cho các em. Giờ con là sai nào? Chưa. Rồi, câu số 10. Who knows? Câu số 10 đi các em. Câu số 10 cho cô định nghĩa, chị bạn nào đọc đi. Đọc rồi định nghĩa cho các em. Liver. Rồi, bạn đọc đi. Bạn nào đọc liver đấy, đọc tiếp đi em. An organ in the upper abdomen that play major role in metabolism, digestion, detoxification, and elimination of substance from body. Rồi, chị có hỏi, digestion nghĩa là gì? What does it mean? Chị ra tiếng Việt em. Dạ, đó là tiêu hóa luôn. Rồi, giúp chị này, cái thứ hai, chị thứ hai là gì em? Thì tôi, cái đó là giống như là giải đọc của cô, giải đọc nghe. Đọc cho cô nghe đi, cho các bạn cùng nghe. Detoxification. Detoxification, yes. Okay, the next. Cái này là chỉ gì đấy các em? Chỉ nào cô? Đó cô chỉ có mũi tên đó. Phải bỏ. Elimination. Elimination. Synony, cái từ này đồng nghĩa với cái từ mà các em đã học ở trong cái bài pharmacology đó. Từ gì? Nhớ không? Do you remember? Expression. Cô nghe các bạn ơi, có giọng nữ đọc đó là expression. Elimination, synony, expression. Ok. Rồi, cái từ này là từ liver, là gan. Ghi cho các em, để có nhiều bạn chưa quen thì sẽ nhớ. Liver, each organ in the upper abdomen that plays a major role in metabolism,
Negation, detoxification and elimination of the substance from body. Là một cái cơ quan ở phía trên ổ bụng. Ok. Đa. Mà nó có chức năng là gì? Cái vai trò chủ yếu trong chuyển hóa, metabolism, chuyển hóa. Digestion, sự tiêu hóa. Detoxification là sự khử độc. Nếu em ở bên dược là khử độc. Và sự đào thải của các chất ra khỏi cơ thể. Ok. Yeah, được hai từ. Các em nhớ ha. Very easy. Rồi đáng phụ. Xin cái sự quá thuốc. Rồi tạm tờ em có hai từ này cơ bản. Con này biết không? Cái này các em biết từ này không? Câu số 6. Bên bản sách chưa này hả? Mình không bản sách này chưa mà em nhà thương sẽ thông báo cho mình sách. Aspirin nữa không? Cái gì em? Aspirin đúng không con? No, aspirin là một cái thuốc mà cái này là một cái sự nhiễm trùng do cái virus, a viral infection characterized by inflammation. À, cái này hơi khó cho các em. Viêm đường hô hấp này kia các em khó. Thôi học hai chữ gan với là thả thẳng thôi. Còn mấy cái này thì nó hơi cực. Mấy này thì dễ rồi ha. Đau tai này kia thì các em biết rồi. Rồi thì trước em có học cái bài Terminology of Persuasion. Em học cái bài đó chưa? Các thuật từ của về tiếng của bài đó, các em học bài này chưa? Bài này cũng nhiều từ khó đó. Thì trước có một số bạn nó học rồi thì cô cũng hơi sợ. Có số bạn là chưa, chứ là bạn về hình ảnh nó hơi khó. Các em học cái bài này chưa? Các em học bài này chưa? Dạ rồi cô ơi. Các bạn ơi, học có trường học chưa? Tại cô cũng rất là lo, tại cái bài này cũng sẽ cho thi á. Các bạn đã ổn chưa hay là muốn dịch lại chút xíu bài này? Dịch lại bài mà cô truyền với lại chẳng đúng ảnh cái bài này được không các em? Chứ là bạn xét nghiệm á. Cô dịch lại đi ạ. Có cái âm thanh nào ở bên ngoài ồn quá vậy cô? Tại vì cô đang ngồi mà ở cái phòng của cái phòng mà đào tạo đó, người ta phải trao đổi với là học sinh như ghi danh học á, sinh viên vô ghi danh học á, người ta hơi ồn. Đợi chút xíu ha, đợi chút xíu cho bớt ồn rồi cô sẽ giải. Các em coi sơ cái bài này lại đi. Coi cái từ lại đi hồi nữa ấy thì cô giảng. Như cái bài này tuần trước cô dạy rồi mà cô. Dạ rồi, nhưng mà cô đang lo là không biết hay các bạn học cổ truyền với là các bạn chẳng có hình ảnh có nắm không. Tại cái bài này thì là thi cô cũng có cái cho đó, là cô cũng hơi lo. Để cô hỏi kỹ lại các bạn cũ, tại lớp của em đông á. Thật ra phải coi từng bạn có nắm chưa. Cô dịch này cho chúng em đi ạ. Sao em? Thưa cô, bài này em thấy nó khó. Đó, cô cũng thấy khó đó. Tại cô biết về cái từ thì bên dược thì dễ, nhưng mà các em thì hơi khó. Để em stress ra. Chỉ các em đọc trước thì đỡ nó, lớp nó. Để đỡ nó. Cái này cô sẽ dịch cho. Ủa cô ơi, dạ tiếng nữa cô nói hôm nay vừa cuối rồi, có gì cô nói giùm tụi em thử đi kiểm tra cô. Ở trên Agota là sẽ bao gồm những cái phần gì đúng không cô? Tại bữa mạng yếu, lúc vô cấm nhiều bạn không có vô được đúng không cô? À rồi cô cũng sẽ nói luôn. Về cái phần kiểm tra của em á, thì còn có những nội dung cụ thể như sau. Số 1 là cái đề mà cô cho các em ôn đó, các em thấy không? Sẽ rơi vào trọng tâm một bài của Phật Makoloshi. Bài số 2. Ừ.
Rồi bài thứ ba là các em sẽ nói về chai opress. À, chai opress là các loại thuốc ha, các loại thuốc phân loại. Như là BOM, OTC này kia cũng nhẹ thôi, cũng không có khó. Rồi, cái thứ ba là các em sẽ học về cái bài vitamins. Từ trước các bạn không biết có đã nắm chưa, hồi nãy cô sẽ, tại vì có một số bạn đã học rồi, một số bạn thì chưa. Rồi cô sẽ coi lại cái bài vitamin cho các em. Vitamin là bài mấy vậy cô? Vitamin để học cô xem, cô biết bài số mấy, hình như bài số 10. Đó. Để cô xem, để đợi cô xem nha. Nhỏ nhỏ thôi. Cô những cái bài khó cô không dám dạy, không dám dạy dạy đâu, tại em sẽ có nhiều từ đó làm nổi, em không có chịu nổi. OTC thì em nên coi đi, bài này cũng dễ, nãy cô đã tóm tắt rồi cũng rất là dễ. You need cat, nutrition, vitamins, and minerals. Thì các em coi cái phần cuối nè. Cái phần vitamin thôi. Cho nó nhẹ. À, ví dụ như là vitamin A cho đến hết. À, vitamin A cho đến hết. Rồi vitamin A cho đến hết chút xíu thôi, không có nhiều. Rồi C. Có cái vitamin này học rồi á cô. À, các em học rồi cô, thì các em nắm rồi cô. Các bạn khác có học vừa hết chưa? Các em đã học vừa ngày đầu, đầu đi học đó. Em thấy sao? Cô cứ ôm lại coi. Ở cô cũng đang sợ của bạn, các bạn để hồi nữa cô sẽ cho một cái số guideline về cái ôn bài ha. Rồi có một số về văn phạm. Văn phạm các em sẽ đọc cô dễ thôi. Có thể cái từ nó hơi lạ nhưng người ta hỏi adjective function là gì cũng rất là dễ. Bạn nào vẫn nghiêm phạm chút xíu làm được thôi, không có khó. À, về trong cái bài số 10, unit test, bạn sẽ học về cái vấn đề trọng tâm. Vitamin A cho đến 4 cho đến C, A, D, E and B complex. À, cái là C. Có mấy loại vitamin thôi, cũng rất là đơn giản. Function, chức năng của vitamin để làm gì? Thì các em sẽ học rất là nhẹ. Các em học keyword thì không có gì khó khăn hết. À, thì trong cái vấn đề mà ôn để thi đó thì các em học, một là các em học về pharmacology. À, bắt buộc là phải nhớ những cái từ từ 10 từ thôi, học có 10 từ chứ đâu học nguyên bài đâu, rất là nhẹ. À, phải nhớ được thế nào là định nghĩa pharmacodynamics, pharmacokinetics, exertion, về cái những cái từ mà metabolism này kia đó, excretion này kia đó, các phải nhớ phân biệt được cái nào là BD và nào là BK. Rồi bài số 2, bài số 3 là em học về type of stress, các phải phân biệt được OTC, BOM, and BTC. Đó, what does it mean? Nghĩa gì thì em nhớ. Rồi, bài thứ ba là các em sẽ học về các thuật từ terminology of frustration. À, cái này nó hơi khó, hồi cô sẽ giải lại cho một số em về chẳng đúng hình ảnh sẽ khó nó nắm được. Bên dưới thì có thể nắm, tại các em học nhiệt lý rồi thì dễ. Rồi. Rồi về đầu tiên là sẽ ôn về cái cuối cùng là em học mineral đó, cái vitamin đó. Vitamin A, D, B, C, rồi vậy thôi. Rồi bây giờ các em sẽ học cái bài terminology đi cho nó chắc. Tại vì cô cũng hơi lo lo về cái thuật ngữ này, các em nhiều bạn chưa nắm đâu. Cô ơi, cô cho em hỏi là cái bài kiểm tra là cô up lên để cho thời gian là mấy ngày đó thì mới hoàn thành đúng không cô? À, cái đó để cho cái phòng đào tạo họ sẽ, thầy Ngọc sẽ hướng dẫn cho các em. Cô chỉ gỡ bài thôi. Rồi thầy up lên rồi thầy yêu cầu các em bao lâu nộp bài lại thì đó là do trường. Ha? Em cũng dễ thôi. Vậy là tụi em kiểm tra là học 3 unit đúng không cô? 2, 3 với 10. Thì mấy cái unit cô nói rồi nhắn các em đó là học có khoảng đó thôi. Còn mấy cái khác đó là người ta hỏi về cái văn phạm chút xíu thôi. Thì các em khỏi cần biết từ đó mình cũng ra nữa.
không có gì khó. Dạ, cảm ơn cô. À, thì đầu tiên là cô nói cố gắng học 10 từ của pharmacology, về 10 từ của vitamin, rồi 10 từ của cái anh terminology này, cái thuật từ này là phải nhớ, học quá ngàn, 30 từ đâu có nhiêu đâu. À, có đó là than chốt và cho các em nhẹ nhàng. Giờ OTC này kia phải biết. Cô ơi, 10 từ của vitamin, 10 từ của OTC với 10 từ của gì ạ cô? Cô bảo là pharmacology á. À, pharmacology, vâng, cảm ơn cô. Được. Đó là những từ thông dụng nhất, gần gũi nhất, xem nhất. Và thi là nhẹ nhàng. Rồi, giờ bài số 4 đi tem. Cố gắng coi chút xíu rồi cô express thì sao nghỉ, chiều tiếp. Gọi là hồi đó cô rảnh cô cho một số thuật từ của bên tiếng y học cổ truyền chút xíu. Nhưng mà không có bất thi. Chỉ ra một cái đi ba chương banh ở trong phòng 3 của bệnh viện, các em biết cách đọc. Rồi các em coi terminology chút xíu đi. Coi bài đi, có nào mà chưa biết cái từ các em chịu khó coi đi cơ bản rồi hồi nó ôn cho nó nhanh. Cô ơi, loa bé quá cô. Sao em? Nghe bình thường bạn ơi. Nghe bình thường mà. Ở đây nghe bé lắm cô. À, đó là loa của bạn ha, bạn nghe cái mic của bạn. Nghe rõ. Vô bình thường. Rồi, continue. Rồi các em đọc động 1 đi. Các em đọc động 1 cơ bản đi. Rush you. Terminology of rush action. Còn một thuật từ của cái tác dụng thuốc. Rồi bạn nào rồi xung phong đi. Các em đọc đi để các em hiểu. Dạ, bạn nào số 1 đi em. Dạ, em đi con. Số 1 em giới thiệu tên em với lại lớp đi để cô coi cái mỗi lớp cái cách học sao cũng nắm được. Dạ, my name is Ngọc Trân. Em khoa em lớp nào? Em lớp xét nghiệm X11. Rồi, xét nghiệm X122-001-06. Rồi. Sao cô thấy nhiều cái lớp chẩn đoán hình ảnh không thấy bạn nào tham gia ta? Cái lớp thường thường cô thấy là bạn nam nhiều. Thấy cái xét nghiệm có tham gia nè, giờ lớp dược có tham gia nè. Rồi sao các anh chẩn đoán hình ảnh thấy ít quá, không biết là có hiểu bài gì. Rồi đọc đi em. Dạ, đọc ạ. Produce consists in using any substance for its intended purpose. For example, it would include taking an antibiotic or a sleeping pill as a prescribed. Runs can cover different runs. Nghĩa là alcohol and tobacco. Illegal runs, as cannabis, ecstasy, amphetamines, and medicinal runs, as paracetamol, insulin, ventolin. À, cái thuốc insulin thì mình đọc tiếng Việt chứ đúng ra với các em đọc là insulin. Ok, rồi giờ các em đọc trong đây có cái từ nào khó hiểu? What word do you understand? Những từ nào mà bạn không hiểu, không biết nghĩa? For example, thí dụ đi, em có từ nào các em chưa nắm? In a new vocabulary, intended purpose, purpose là mục đích, intended
là có cái ý nghĩa ha. Include, to include là bao gồm antibiotics, kháng sinh, sleeping pills, thuốc ngủ, Irigonras là thuốc hợp pháp. Ok, Irigonras là bất hợp pháp. Này là hai cái từ nó opposite, legal and illegal. Cannabis, cần sa, ecstasy, amphetamine. Sau đó là những cái thuốc chữa bệnh, medicinal, rồi paracetamol, aspirin, and ventolin. Rồi vậy là cái, và cái thứ hai là khi các em uống thuốc, dùng đi rescue. Giờ dạ em dịch cho tiếng Việt đem bạn 100. Dạ, là việc sử dụng thuốc thì bao gồm là sử dụng những cái chất cannabis, bao gồm là việc sử dụng bất kỳ cái thuốc nào mà có mục đích xác định. Ví dụ như là việc sử dụng thuốc kháng sinh hoặc là thuốc ngủ có kê đơn. Đúng rồi. Thuốc có thể là bao gồm là thuốc hợp pháp như là alcohol và tobacco. Còn thuốc là thuốc bất hợp pháp thì là bao gồm cần sa, thuốc lắc và amphetamine. Yes. Và thuốc dùng để chữa bệnh như là paracetamol, insulin và ventolin. Yes. Vậy là các em đã hiểu phần này rồi đúng không? Giờ bây giờ câu hỏi nha. How many types of drugs? Có bao nhiêu loại thuốc trong cái bài này? Các em có thể kể không? There are three. There are three. Yes. What are they? They are legal drugs. Yes. Legal drugs. Thuốc hợp pháp. Illegal and drugs. And medicinal drugs. Yes, yeah, bạn đã hiểu bài rồi đó. Có nghĩa là người ta nói về cái thuốc này gồm có 3 phần. Phần hợp pháp, legal drugs, cái hợp pháp thì các em có như là alcohol, tobacco, cái thuốc về rượu và thuốc lá. Illegal là cái thuốc bất hợp pháp. Cannabis là những cái chất cấm, nhà nước không cho xài đó. Cannabis, cần sa, ecstasy là thuốc lắc, amphetamine. Và cái thuốc trị bệnh, medicinal drugs, và thuốc dùng để trị bệnh gồm có paracetamol, insulin and ventolin. Cái đó là tree. Như vậy là các em đã hiểu rồi. Rồi bây giờ thuốc dùng đúng là dùng như thế nào? Ví dụ như các em dùng antibiotics or sleeping pills as a prescribed. Có nghĩa là khi các em dùng kháng sinh hoặc cái thuốc ngủ thì phải luôn luôn có cái đơn của bác sĩ, đúng không? Ví dụ như là các em dùng tại Việt Nam mình mua dễ kháng sinh, chứ ở nước ngoài mỗi khi mà dùng một cái kháng sinh ngay cả áp mốc cũng phải có đơn bác sĩ rất là rõ ràng, hoặc là thuốc ngủ thì phải có cái đơn của bác sĩ. Tại sao người ta phải dùng kỹ vậy, để tránh cái hiện tượng mà đề kháng kháng sinh hay là lờm thuốc kháng sinh, khó kiếm được cái dòng kháng sinh để mà điều trị đó. Thành ra khi mà người ta nói dùng đúng thuốc là gì, rescue, là đầu tiên là nó cho những cái mục đích có ý nghĩa. Intended purpose. Rồi người ta muốn thí dụ ra cho các em. For example, điển hình nhất là gì? Checking in amputees or sleeping pills is reprised. Khi mà bạn dùng kháng sinh hoặc là thuốc ngủ thêm kê đơn. Rồi vậy là cái phần rescue là các bạn hiểu rồi ha. Như vậy tiếp. Khi mà người ta nói cái trong cái câu mà nó gồm có checking in amputees or sleeping pills is reprised, thì các em biết đó là dùng thuốc đúng. Rồi bây giờ brush with you, dùng thuốc sai là như thế nào, dùng thuốc sai brush with you là như thế nào, continue. Giờ bạn nào dịch cái bài brush with you, tập lần lần để cho các bạn nắm. Brush with you có một mấy trường hợp gọi là brush with you. Tiếp theo các em.
Cho em đọc đi cô. Tên gì em khoa nào? Chị nói hình ảnh như vậy chưa thấy bạn nào tham gia hết. Dạ em khoa dược. Trước. Em là khoa dược nữa hả? Dạ. Sao bạn chẳng có hình ảnh đại diện bạn nào? Sao cô thấy chưa có bạn nào tham gia hết? Rồi, ở bên bạn dược còn tên gì? Dạ em tên Nguyễn Thị Hạnh Ngôn. Nguyễn Thị Hạnh Ngôn ạ. Muôn hả em? Dạ Hạnh Ngôn, Hạnh Ngôn ngôn ngữ của cô. À, Hạnh Ngôn à, ngôn từ. Dạ. Rồi Hạnh Ngôn. Rồi Hạnh đẹp luôn đấy Hạnh. Dạ. Trust me you. When people take medicines in the way not recommended by their doctor or by their manufacturers. For example, they take drugs in very large quantities that are dangerous to their health, or they take them at more frequent interval than prescribed. Example of drugs that are commonly misused include illegal drugs, alcohol, tobacco, breakfast meats, medicine including painkiller, sleeping tablet, or cold remedies. Rồi, dẫn cho em. Dạ. Dùng sai thuốc là khi người ta dùng thuốc không đúng với cái chỉ định của bác sĩ hoặc là hướng dẫn sử dụng. Ví dụ không như là manufacturer là gì em? Cái này là cái nhà sản xuất. Nhà sản xuất. Dạ, là... dạ. Manufacturer. Nhà sản xuất. Còn cái hướng dẫn đó là indication là chỉ định. Ví dụ như họ dùng thuốc với cái liều dùng quá lớn và yes. rất gây nguy hiểm cho sức khỏe của họ hoặc yes. hoặc là họ dùng cái quá cái liều chỉ định của đơn thuốc. Phải không? Phải không? Chỗ này em chưa hiểu. As more frequent intervals than described. Cái này interval là cái khoảng cách thường quy hơn là cái kê đơn, có nghĩa là ví dụ như bác sĩ kê đơn ngày em muốn 2 lần nhưng mà các em muốn mà hết bệnh em muốn 3 lần nhiều hơn cái liều dùng cái khoảng cách dùng nhiều hơn cái số lượng số khoảng cách ví dụ như một ngày dùng 2 lần mà các em dùng 3 lần liên quan thường quy interval là cái khoảng cách hơn là cái kê đơn ví dụ dạ. Ví dụ như những cái thuốc dùng sai chẳng hạn như những thuốc thuốc cấm. Ê, được rồi, thuốc bất hợp pháp. Thuốc bất hợp pháp, thuốc có nồng độ cồn, thuốc tobacco. Em không có rõ cái này là cái gì. Và những cái thuốc nhà giảm đau, thuốc ngủ và cái thuốc chống cảm lạnh. Dạ. Thì các em thấy rõ ràng là ví dụ người ta kê mình vậy là các em hiểu đó ha. Ví dụ như thuốc đau quá, ví dụ không hết đau rồi thôi hút lại là uống 4 viên paracetamol, ví dụ gì. Vậy là không có đúng. Phải theo đúng cái đơn ha. Rồi vậy là các em hiểu rồi không? Như vậy là trường hợp nào gọi là fresh misuse? Các em tính tắt đây cho các bạn có bao nhiêu trường hợp là dùng thuốc sai? Có bao nhiêu trường hợp các em dùng thuốc sai trong cái bài này? Các em tóm tắt lại cho các bạn nghe đi, các bạn nắm. How many ways of transmit you? There are three ways of transmit you. Three ways. Yeah, the first is not recommended. Yeah. Not recommended by the doctor or by manufacturer. Okay. The second is take drugs in very large quantity. Yes. Number three. And the third is take them more frequent interval than prescribed. That's required. Yeah, there are three ways transmit you. Có ba cách dùng sai. The first, in a way not recommended by the doctor or by the manufacturer. Dùng không theo là chỉ định của bác sĩ hoặc là nhà sản xuất. Chỉ định với nhà sản xuất là em biết rồi, trên cái nhãn thuốc nó có ghi đấy cho các em. Rồi, two, the second, very large quantity. Dùng cái liều lượng rất là lớn. And the third, it's more important
interval dance reprise. Đúng rồi đó, vậy là các em đã nắm bài được rồi đó. Dùng thuốc đúng, dùng thuốc sai. Rồi, bây giờ tolerance. Tolerance thì nó hơi khó chút xíu. Dịch nó hơi khó chút. Các bạn coi nó hơi cực chút. Rồi, em coi chút xíu thì bạn nào xung phong. Tolerance. Nghĩa là trong cái khoảng của cái tuần lễ này đó là chậm. À, ngày thứ ba, hôm thứ ba. Trương Thị Thùy Liên cô. Cái suy nghĩ nữa. Bạn nào tên gì cho cô đi? Trương Thị Thùy Liên. Thùy Liên. Lớp nào em? Lớp dược D1320022. Rồi, Thùy Liên tiếp cho em. Tolerance, rust tolerance acute when the subject reaction to a because rust psychiatry rust. Này là em đọc là chia làm hai từ với psychiatry. Yes. Such as painkiller, alcohol, degrees show that larger dose are required to achieve the same effect. As example, if you are occasional drinker, you may become intoxicated after drinking 3 beers. However, after drinking every night for a week, you may find that it takes 5 beers to react the same condition. The mind indicate a developing tolerance to alcohol. The right age group individual develop tolerance to a rush depends on the individual's genetics, the dose of the rush, the size of the person, and the frequency of rush administration. Rush to tolerance can involve both psychological rush tolerance and psychological factors. Physiological. Cái này là tâm lý và cái này là sinh lý hả các em? Physiological factor. Rồi, bây giờ có một số từ các em khó. Khó là intoxic là nhiễm độc. Intoxicated. Develop là phát triển hoặc là gia tăng. Individual là cá nhân. Tolerance là lượng thuốc. Thì đã depend on. Khi các em thấy này, chữ depend on or depend up on cũng là cái sự lệ thuộc. Individual phụ thuộc vào cái yếu tố gen của cá nhân. Liều thuốc. Dose of the drug. Size of the person. Kích cỡ của bệnh nhân. Và cái tần suất sử dụng thuốc. Ok. Rồi bây giờ bạn Thùy Liên đọc tiếng Việt về cho các bạn đi em. Dịch đi em. Tôi lên là lần sự lần thuốc. Lần thuốc xuất hiện khi một cái tác nhân tác động lên hành vi của sử dụng thuốc, giống như là thuốc giảm đau, alcohol gia tăng khi mà cái liều dùng giảm khi liều dùng lớn cần một liều dùng lớn để có tác dụng tương tự. Ví dụ như là nếu bạn là một người thường xuyên uống rượu thì bạn sẽ trở nên dễ bị nhiễm độc. Sau khi uống 3 ly bia. Hơn thế nữa, nếu mà bạn uống, tuy nhiên bạn uống thường xuyên vào mỗi tối trong tuần thì bạn cần phải có 5 ly bia để có cái tác dụng tương tự như trên. Indicate là gì cô? Indicate là chỉ định đó các em đọc trong cái toa thuốc có chữ indication chỉ định. Okay. Nó cần chỉ định để có cái sự lần rượu, tăng sự lần của rượu.
À, rồi rồi, chỗ này hơi rối rối các em ha. Rồi tiếp. Sự gia tăng của cái gia tăng the rest là cái tỷ lệ tỷ lệ của cá nhân có gia tăng sự lần thuốc phụ thuộc vào kiểu gen của từng cá nhân đó, phụ thuộc vào liều dùng của thuốc, kích cỡ của bệnh nhân và cái tần suất sử dụng thuốc. Lần thuốc thì nó liên quan tới hình thể và sức chịu đựng hả cô? À, khi mà ta nói cái sự lần thuốc có bao gồm cả hai vấn đề là về tâm lý psychological tolerance, lệ thuộc vào cái tâm lý và các yếu tố về sinh lý, tâm lý tolerance, sự lần thuốc về tâm lý and better physiological và những cái yếu tố về sinh lý. Thế nào là các em hiểu không? À, để hỏi nữa như thế này, sự cái lần thuốc, là sao? Thế đây người ta cho em thí dụ ha. Thí dụ như một cái người mà nó coi như là nếu một người mà thỉnh thoảng uống rượu thì chỉ cần 3 ly là các em đã bị sai rồi. Nhưng mà người ta mới làm cái thí nghiệm, nếu mà cho cái người này đã mỗi buổi tối mà trong một tuần lễ họ cũng uống rượu đi, thì khi mà để mà đạt được cái tình trạng mà uống rượu thì bạn phải cần 5 ly bia, thì họ đã lờn cái thuốc. Em hiểu không? Lờn thuốc. Ngày xưa chỉ cần 3 ly là đã xỉn rồi, bây giờ họ sau một tuần lễ họ uống, đêm nào uống thì phải cần 5 ly họ mới xỉn, thì là liều phải nó tăng lên. Rồi tiếp các em. Rồi bây giờ tolerance, sự lần thuốc. Rust tolerance occur, sự lần thuốc xảy ra khi when a substance reaction, khi một cái cá nhân nào nó phản ứng với là cái sự lệ thuộc về tâm lý, chẳng hạn thuốc giảm đau và alcohol, thì nó làm giảm degree, so giảm đến cái điều mà đòi hỏi, có nghĩa là phải tăng liều lên để mà đạt được cái cùng một cái phản ứng, cùng một cái hiệu quả tương tự. Ví dụ nếu mà bạn là một người thỉnh thoảng uống rượu thì bạn có thể nhiễm độc sau khi uống 3 ly bia, tuy nhiên sau khi một tuần lễ, mỗi vào buổi tối một tuần mà bạn uống rượu ha, thì bạn có thể thấy rằng bạn cần phải 5 ly bia để đạt được một tình trạng tương tự. Điều này chỉ dẫn rằng cái sự lần thuốc gia tăng đối với alcohol, rượu, tỷ lệ của mỗi cá nhân lần thuốc thì nó phụ thuộc vào cái yếu tố gen, liều thuốc, size, kích cỡ của bệnh nhân và các tần suất sử dụng thuốc. Thuốc lần thuốc thì bao gồm cả lệ thuộc về cái sinh tâm lý và những cái yếu tố về sinh lý. Rồi có hơi cái khó thôi. Còn cái addiction thì các em biết rồi, nghiện thuốc thì nó có yếu tố về lệ thuộc về thần kinh. Có hai cái phần relation với addiction là khó nhất, mấy cái từ nó hơi khó. Ví dụ như là các em có cái chronic là mãn tính, không đi sinh rush, ép buộc, seeking là tìm kiếm, abuse lạm dụng, biological chemical traces in the flesh và những cái hóa chất kéo dài ở trong cái não. Vì chị đặt lại impulse thôi thúc ha, confused. Rồi, cái hiệu chứng này là rồi hiệu chứng lần thuốc, hiệu chứng cai nghiện thuốc sẽ xảy ra. Rồi cái nghiện thuốc thì một chút xíu, bạn nào đọc lại chút xíu.
để toàn bộ thì nhà trường đi thông báo qua Zalo của phụ huynh đấy. Cho các em đọc sơ bộ đi, có từ nào mà các em chưa nắm thì phát biểu, cố gắng. Sáng giờ cũng khoảng 20 bạn tham gia trong cái lớp học. Còn một số bạn khác thì thấy chưa lên tiếng. Con ghi một số điện thoại của ba thôi. Cô ơi, nãy cô cái phần mà addition nó, cô nói cái chỗ mà composition là gì cô? Hoàng rồi lại nói lại cái phần trên hả? Tôi lại rành đó em. Addition đó cô, addition. À, addition là sự nghiệm. Dạ, nhưng mà cái chỗ by composition là sự ép buộc, là sự bắt buộc, compulsive là bắt buộc, seeking là tìm kiếm, à các em đi tìm kiếm nè, abuse là lạm dụng, by laws lacking chemical traces in the flesh, và cái này các em dịch là những cái hóa chất, những cái hóa chất kéo dài làm thay đổi ở trong cái não, có nghĩa là các em khi nghiện thuốc á, em dùng cái giai đoạn kéo dài đó thì nó sẽ làm thay đổi những cái não của em đi, con người nó mình cái khác đi. Ví dụ khi các em nghiện thuốc thì cái đầu của em nó khác rồi, đúng không? Cái não của em không hoạt động được tốt như người bình thường mà nó thay đổi. Cái này là ép buộc này, bắt buộc nè, seeking nè, tìm kiếm, to seek, seeking tìm kiếm, này làm dụng. Thì các em thấy khi mà một cái bệnh nhân mà bị nghiện cái mục tiêu đó, hoặc là cái thuốc ecstasy đó, các em thấy cái thuốc mà lắc này kia đó, thì họ luôn luôn như thế, tới cơn là họ phải đi tìm thuốc ra, chứ không thể nào mà bình thường như người bình thường, và cái liều nó phải tăng dần lên. Cái dân nghiện nó là như vậy đó, bởi vì tốn kém lắm, cái dân nào mà nghiện thuốc rồi là nghèo lắm, mà con người mình bị nghiện thuốc rồi con người nó kỳ lắm, cái hình hài nó cũng xấu. Xấu lắm, nhưng mà khi mà cái thường là cái tệ nạn xã hội nó hay bị gây ra thì khi trẻ tuổi nó không nắm được là dễ bị dính, nhưng mà cái chuyện này thì gồm là cái nghiện là khi nào cái em bị barbiturate này, thuốc ngủ cũng có nè, tranquilizer là thuốc an thần, opiate là cái những dạng xuất của một viên, các em thấy rồi. Bây giờ ma túy nó nhiều, addiction là sự nghiện thuốc. Còn ghi đây một số từ các em thấy nè, to desire là mong ước, hoặc là sự cần, irritability là sự lặp lại, to repeat, nhưng mà này là obsessive, impulse, compulsive, các em thấy không, cái này lặp lại này, ép buộc nè, rồi em coi đi, có một số từ thôi, nhưng mà khi em làm bài đó em thấy cái addiction mà em thấy có depend on. Trong này nó có cái chữ barbiturate là cái nhóm chất luôn chứ đâu phải là dịch tiếng Việt được không? Cái nhóm thuốc các em đó là robin nào một danh từ riêng, cái nhóm barbiturate để kháng cái ấy không con, để trị không phải, những người bị nghiện em đó. Làm rồi, ví dụ các em khi nghiện một viên mà em để cai nghiện thuốc là em dùng gì, naloxone em nhớ không? Còn cái nhóm thuốc này là cái nhóm thuốc mà em gây nghiện, khi mà các em dùng mấy cái thuốc này là em sẽ dễ bị nghiện, bởi vì những cái thuốc ngủ á người ta dùng nhiều đó, ăn thần nhiều đó người ta sẽ dùng nhiều, nhưng mà cái nhóm này nó ít có để ý nhiều, mà người ta để ý nhiều cái nhóm opiate. Ví dụ như các em bị ung thư mà giai đoạn cuối đó, người ta hay dùng cái một viên, và khi mà các em dùng một viên rồi các em sẽ giống như là em gây nghiện vậy đó, cũng phải đòi quả thuốc này để em thần để mới giảm đau, mà đau là phải uống rồi liều phải tăng dần hoài. Vậy đó, những cái này khuyến cáo người ta điều trị đau ung thư, người ta dẫn cho bệnh nhân dùng thuốc này để cải thiện cái vấn đề đau cho bệnh nhân. Nó là như vậy đó các em. Ôi cô nghĩ giải lao tí được không cô? Tụi đang tính nghĩ đấy. Tại vì rồi về một hồi các em nghỉ chút xíu đi, khoảng nghỉ giải lao khoảng 15-20 phút ha, vừa ráng chút xíu nữa là xong rồi đó. Ráng dịch bài này đi ra nắm. Cảm ơn cô, về quá. Rồi 15-20 phút nha. Vâng. Rồi, cố gắng.
Rồi sau đó các em sẽ làm bài bài kiểm tra của trường mà một tuần rồi sao hay sao đi coi theo trường với thầy học tính. À, cô chỉ gỡ bài thôi, rồi trường xem xét. À, cố gắng lên. Là chiều nay cô gửi bài lên trường chưa cô? Cô gỡ rồi sáng rồi, thầy học bơ ấy, bài của em xíu. Cô ơi, bác rồi dạ. Cô khó đâu, cô biết các em nhiều. Thầy thành cô cũng gửi. Cô gửi cho tụi em trước đi tụi em. Thì đâu có được đâu, trường đâu có cho đâu, cô dạy gì là quá rõ ràng, trường không có cho gỡ. Ôi, nhưng mà bài khó lắm cô ạ. Bài khó à? Vâng. Không phải khó đâu. Cô cho đề dễ nhé cô nhé. Rồi dễ, ráng học là làm được, còn bạn nào không bao giờ giữ lớp thì sẽ là không làm được. Còn bạn nào không giữ lớp sẽ làm được. Tại vì cô đều nhắn thông tâm hết. Ok. Cảm ơn cô. Rồi cố gắng lên. Là các em nghĩ vậy là 15-20 phút đi. Để không đói bụng mất công thì bắt rối. Các em chiều học 1:30 tập trung học ha các em. Rồi giờ các em đọc cái đoạn cuối stimulant với lại cái depression, thuốc kích thích, cái triệu chứng cai nghiện thuốc, em khỏi coi ha. Stimulant quickly. Nhanh lên các em. Truyền qua chuyện đó hình ảnh cho cô đi. Bạn nào bên chuyện đó hình ảnh xung phong đi. Bộ em học cô truyền xét nghiệm hồi sáng giờ có rồi đó. Cũng có một số bạn xét nghiệm. Rồi bạn nào stimulant xung phong đi các em. Em nha cô. Em em ở lớp nào? Lớp trên đó hình ảnh hay là xét nghiệm? Không, không, em lớp dược lớp D2, không phải D1. Tại hồi sáng giờ em chưa có tham gia hả? Dạ không, em tham gia rồi. À, sáng giờ em chưa có vô điểm nhưng mà cũng có tham gia. Không, tại vì thấy không có ai xung phong nên là em làm cho nhanh đó cùng. Tại em cũng biết. Giỏi hay là không biết gì hết. Cô đang rầu ở cái tối trường. Ví dụ cô dạy trực tuyến, cô sẽ biết bạn nào biết hoặc là không biết. Rồi có những bạn thì đã biết rồi, còn có những bạn hoặc là không biết gì hết. Rồi im lặng luôn. Cái sự im lặng không hiểu là gì. Còn có những bạn rành quá rồi thì nó đỡ. À, thôi vậy là bạn đang xung phong lại hả? Em tên gì? Rất nhiều cái này. Dạ Phương Anh, lớp D2. À, cô nhớ Phương Anh này có gửi mail cho cô đó phải không? Rồi. Dạ, em đại diện lớp. Rồi, đại diện lớp thôi. Em đọc cái stimulant đi, Phương Anh. Dạ, stimulant là chất kích thích.
Stimulant là một nhóm thuốc. Em đọc, khi đã đọc tiếng Anh đi cho cô nghe cái ấy rồi sau đó em translate thì sau đó cô hỏi và đáp. Stimulants are a group of drugs that tend to stimulate the central nervous system. Stimulant là chất kích thích, là một nhóm thuốc. Tend to là có khuynh hướng. Stimulate là kích thích. Central nervous system là hệ thần kinh trung ương. Yes. Stimulants are used therapeutically to increase or maintain alertness. Chất stimulant chất kích thích thì được sử dụng như một cái phép chữa bệnh giúp increase là làm tăng hoặc là duy trì cái sự tỉnh táo. Alertness là tỉnh táo. Yes. To counteract fatigue in situations where sleep is not practical. Để counteract là để chống lại cái tỉnh lại. Sự mệt mỏi, cái chữ gì? Sự mệt mỏi. Chống lại fatigue là giống như bị mờ, bị choáng. Sự mệt mỏi em. Fatigue, fatigue. Chống lại cái sự mệt mỏi. Fatigue. Trong trường hợp là mình bị sleep not practical là giấc ngủ. Giấc ngủ không có, nó practical. Không có thực hiện. Không có thực hiện. Rồi. The euphoria produced by some stimulant lead to their recreational use. Cái sự khoan khoái tạo ra bởi cái chất kích thích dẫn đến recreational là giống như sự tiêu khiển, cái sự giống như là thuốc. Thuốc để sáng tạo hay là tự tạo ra. Creation là sự tạo lại ha. Tạo lại một cái gì, cái ảo giác hay là gì đấy ha. Rồi bản đồ mặc dù chất này là illegal nhưng mà illegal trong pháp. Bất hợp pháp. Bất hợp pháp không, đại đa số cái luật pháp, cái quyền hạn. Trong quyền hạn. Cái quyền hạn nó cấm. Đúng rồi. Rồi, habituation là cái sự lờn thuốc. Các em thấy habit là cái thói quen. Habituation là sự lờn thuốc. Ok. Sự lờn thuốc thì xảy ra. Caffeine là chất. Occur xảy ra, happen, đồng nghĩa. Yeah. Caffeine thì cũng được biết đến như là nicotine. Yeah. Là một chất là trong gì, là trong các trong các loại thuốc commonly used stimulant là một loại thuốc chất kích thích phổ biến. Là trong các loại thuốc kích thích thông dụng nhất ở trên thế giới. Ok. Caffeine là cái thuốc mà kích thích thông thường nhất ở trên thế giới. Là một trong các thuốc kích thích thông thường nhất trên thế giới. Dịch bình thường the world, thế giới. Rồi, example. Ví dụ other well known là một số chất mà well known là phổ biến mà nhiều người biết. Là include là bao gồm có ephedrine, amphetamine, yes, và cocaine. Yes. Yeah. Cảm ơn cô. Ok. Right, thank you. Dịch lại. Stimulants are a group of drugs that tend to stimulate the central nervous system. Thuốc kích thích là một cái nhóm thuốc mà nó có khuynh hướng kích thích hệ thần kinh trung ương, CNS, các em nhớ rồi, central nervous system. Stimulants are used therapeutically to increase or maintain alertness, to counteract fatigue in situations
where sleep is not practical. Thuốc kích thích thì thường dùng để điều trị hoặc làm gia tăng hoặc là cái duy trì sự tỉnh táo hoặc là chống lại sự mệt mỏi khi mà giấc ngủ không được thực hiện. Euphoria là cái sự khoan khoái tạo nên bởi cái chất kích thích thì dẫn tới cái sự sáng tạo. Undose, mặc dù cái điều này bất hợp pháp trong đại đa số người hạn là chính yếu. Sự lần thuốc, habituation to this rush can occur. Sự lần thuốc, những thuốc này có thể xảy ra. Caffeine is well as. Caffeine thì được biết tới như là nicotine. Among some of the world's more commonly used stimulants. Là trong những cái thuốc giống như là cái nicotine là một trong các thuốc kích thích thông thường dùng nhất ở trên thế giới. Example, thí dụ of other world's know. Thí dụ như là những thuốc kích thích thông thường thì bao gồm có efferins, amphetamine and cocaine. Như vậy là trong các thuốc kích thích thì ngoài cái caffeine ra thì các em còn có efferin, amphetamine and cocaine. Ok, thì cái thuốc kích thích dùng để làm gì thì các em biết là nó stimulates the central nervous system, dùng để kích thích thần kinh trung ương. Vậy cái what purpose of stimulant, cái mục đích của cái thuốc kích thích là gì? Là cái gì? Duy trì sự tỉnh táo, increase, gia tăng, or maintain, hoặc là duy trì alertness, sự tỉnh táo. Chống lại sự buồn ngủ thì các em đã biết rồi, những cái gì mà mình uống như cà phê là các em buồn ngủ, mỗi tỷ thức học bài đó thì phải uống cà phê vô để làm duy trì sự tỉnh táo. Ok. Rồi. Rồi những cái thuốc mà về những cái chất mà kích thích thì các em biết rồi ha. Ở đây cho ví dụ, caffeine là số đứng đầu, là nó thông dụng nhất. Rồi cái đến efferin, amphetamine and cocaine. Rồi bây giờ còn cái thuốc cuối cùng, depression. Depression. Do you know? Depression là thuốc gì đây các em? Trầm cảm. Cái trầm cảm nó cái đặc điểm gì? Rồi các em coi chút xíu từ đi rồi để các em depression drugs, thuốc trầm cảm. Trầm cảm diminish là giảm, cái này là giảm cái chức năng, function là chức năng hoặc cái hoạt động đặc biệt nào của cơ thể. Khi depression là các em thuốc trầm cảm rồi các em biết rồi. Cái trầm cảm thì nó làm cái gì? Làm cho cái não nó chậm lại, slow brain function, chức năng của não chậm lại. Thì nó thể hiện cái gì? Rosy or hampering feeling. Dùng để làm gì? Giảm cái sự lo lắng. Anxiety, symptom là triệu chứng lo lắng. Insomnia là mất ngủ. Ví dụ một bệnh nhân mà khó ngủ than với là bác sĩ là tôi khó ngủ quá thì là có người đó coi chừng xem lại coi chừng họ có lý do gì. Hoặc là những người trầm cảm, các em thấy trầm cảm. Và thường những cái thuốc dùng để trị những cái thuốc trầm cảm thì các em có là barbiturate hoặc là nhóm benzodiazepine. Đó là hai nhóm thuốc của cái nhóm trầm cảm. Rồi depression. Bạn nào xuống phong đọc? Dạ, em đọc cũng có. Cho một bạn nào chẩn đoán hình ảnh đi. Toàn là bạn quen thuộc bên tiếng dược không à. Em ông Nam may đọc ở đây. Cái thì cơ cấp cứu ngoại viện hả? Rồi thôi bạn nào đọc đi, đọc cho các bạn học đi các em. Em đọc cũng có. Rồi đọc đi, Phương Anh đó hả? Dạ không ạ. Em tên gì? Dạ Lily ạ. Dạ Lily, Miss Lily. Dạ. Depression, depression drug is a chemical agent that diminishes the function or activity of the specific part of the body. Depression drug produces slow brain function and a drowsy or calm feeling, and are generally precipitated.
to relieve symptoms of anxiety and insomnia. Đúng rồi, mất ngủ. Anxiety. Lo lắng. Ok. The more common preferences used in medicine are generally divided into two classes, namely barbiturates and benzodiazepines. Yes. Thuốc trầm cảm. Dạ, thuốc trầm cảm là một cái loại thuốc mà nó Christian là cái tác nhân hóa học. Ok. Thuốc trầm cảm là một tác nhân hóa học. Ý sợ khen làm giảm cái chức năng hoặc là hoạt động của một cái bộ phận của cơ thể. Một phần đặc biệt, specific part of the body. Ok, continue. Trầm cảm thì làm chậm cái chức năng não. Trầm cảm, yes. Và chức năng của não. Làm chậm chức năng não và hoạt động hoặc hoạt động của số bộ hoặc cảm giác buồn ngủ. Hoặc là cảm giác thấy an tâm, calm là bình lặng, thoáng lặng, là an tâm. Và generally là thông thường con. Generally tổng quát, generally tổng quát thì được kê đơn để giảm. Để giảm các triệu chứng lo lắng và mất ngủ. Yes. Phổ biến nhất của thuốc trầm cảm thì được chia làm hai nhóm, đó là barbiturate và benzodiazepine. Ok, thank you. Đó đâu có khó đâu, có các bạn khác không giờ phát biểu. Đấy, các bạn nhìn vậy là cũng đạt yêu cầu rồi đó. Cơ bản là các em đã hiểu bài đó. Còn các bạn khác thì không có dịch thì làm sao không hiểu, có biết gì không? Là quá giỏi hoặc là không biết gì hết, có hai trường phái. Rồi, cái bài test này các em dịch vô ha, các em điền vào chỗ trống. Feel the best with these words in the box. Em điền vào cái box này là có khoảng mấy từ, ở khoảng 8 từ. Em điền vào chỗ trống. Correct word in the box and write it in the spaces provided. Rồi điền vào. Giờ các em suy nghĩ khoảng 5-10 phút á. Rồi ráng điền cái bài này rồi khi các em đã điền phải hiểu cái bài này nó nói gì. Rồi khi hiểu rồi thì các em sẽ điền được từ. Rồi 5 phút rồi các em xung quanh. Vâng, sẽ đúng nè. Là em sẽ dùng cái chữ rest you. Là nó nằm ở câu này nè. Rest you chữ thứ 3. Rồi cái nào gọi là thuốc bất hợp pháp. Thì các em có cái bất hợp pháp là cái thuốc amphetamine. Câu thứ 2 là các em gắn vô đây. Câu số 3. Dùng một cái thuốc mà không theo cái lời chỉ dẫn của bác sĩ là rest miss you. Dùng thuốc sai. Thì các em chơi vô cái chữ rest miss you này. Vô. Câu số 4, develop, thì các em dùng cái thuốc gì? Câu số 4 là từ gì các em? Tolerance. Đúng rồi, tolerance. Ok. Câu số 5? Addiction. Cái nào sẽ lệ thuộc? Depend upon. Gọi là depend upon, lệ thuộc là addiction. Câu số 6? Các mới giờ học kích thích thần kinh trung ương là các em học từ gì? Stimulant. Stimulants, ok. Rồi cái nào làm giảm chức năng? Depression. Rồi con số 8, caffeine, ok. Very easy, rất là dễ. Rồi stop here. Rồi các em nghỉ nha. Rồi chiều học ha, 1:30 chiều học. Rồi còn bạn nào thắc mắc gì không? Các em còn gì thắc mắc không? Rồi nghỉ nha các em. Chiều học 1:30 có mặt ha các em. Dạ. Chào cô. Không biết có điểm danh hơn nữa, khoan đỡ các em.